Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. Nếu bạn nói với cô rằng con đường đại học không phải con đường duy nhất để thành công, con đường học không phải con đường duy nhất, tôi đồng ý. Như vậy thì bạn đừng phí thời gian để đi theo con đường học. Bạn đi theo để làm gì? Bạn bỏ đi. Hay bạn nói là vì bố mẹ là bạn ấy mà bắt bạn phải học, vì học nuôi bạn. Bạn nhầm rồi. Có rất nhiều đứa trẻ từ 5 tuổi đã biết kiếm tiền để tự lập. Thế thôi, bạn lấy bạn nói với bố mẹ bạn đi. Con sẽ đi theo con đường trải nghiệm, không đi theo học vấn, để lập nghiệp. Bạn mạnh mẽ bạn làm để thành công đi. Bạn nói bố mẹ đánh vào giận. Giận bạn đúng không? Ngày xưa là cô khối A toàn phần của cô học chuyên toán. Sau giữa lớp 11 cô đã học xong chương trình 12, anh cô dạy xong hết cho cô chương trình 12 rồi, vì anh cô là dân chuyên. Cô nghĩ là cô đây chỉ đi thi thôi. Thì bỗng nhiên cô đi theo bạn bè cô, và cô nghe một cô giáo viên của cô dạy văn rất là hay, cô chuyển sang cô đại học văn và cô đòi chuyển khối. Bố cô quánh cho một trận và bắt đứng ở giữa nhà 2 ngày 2 đêm, đứng đây mà nghĩ. Nếu thực sự quan tâm thì đứng đó đúng 2 ngày 2 đêm và đứng đi mà đọc. Rồi hôm đấy trả lời. Và bố cô nghĩ rằng làm thế cô sẽ đầu hàng. Nhưng không, khi đã quyết định thì có trách nhiệm, và ta trách nhiệm để làm cho được. Và 2 ngày đấy lúc cô hỏi bố cô vẫn nói con vẫn chuyển khối. Bố cô đồng ý và bố cô chỉ nói là làm thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Và nhớ rằng nếu bỏ cuộc đừng quay về nhà. Thế thôi, mình nhớ rằng mình lựa chọn chứ. Mình phải có trách nhiệm, mình quyết định và lựa chọn của mình chứ. Các bạn phải nhớ rằng các bạn không chỉ cứ thích thì a du đâu. Kể cả bạn có a du mà có trách nhiệm với quyết định nào. Bạn muốn bứt phá bản thân thì hãy nghe những cái điều này. Một, những thứ dễ dàng như giải trí thì ai cũng làm được, nhưng nó không giúp bạn phát triển. Còn việc học rất chán, khó, thậm chí chẳng mấy ai thích, nhưng nó lại giúp bạn trở thành một viên kim cương sáng giá. Hãy nhớ, có áp lực thì mới có kim cương. 2, suy nghĩ tạo ra hành động. Nếu bạn cứ nghĩ thôi để mai làm, thôi để mai tính, thì cái ngày mai đó sẽ kéo dài mãi mãi và trì hoãn sự hành động của bạn. Hãy thay đổi ngay lúc này đây, chứ không phải là ngày mai. Bạn có đang phụ lòng chính mình mỗi ngày? Bạn lúc nào cũng mong muốn đọc sách rồi mua sách về hoặc tải sách về, đọc vài ba trang rồi lại thôi. Bạn lúc nào cũng trông bận rộn nhưng thực ra là toàn là phiền muộn. Chúng ta dành thời gian rất nhiều trên mạng xã hội, tải rất là nhiều thứ về và cho rằng hữu ích. Tải rất nhiều cho đến khi đầy bộ nhớ mà chẳng buồn muốn đọc. Rồi thấy người nào đó làm cái gì đó tốt, cái gì đó hay thì muốn bắt chước làm theo người đó. Hôm nay thích cái này, ngày hôm sau lại thích cái khác, rồi đổi thừa cho hai từ đam mê, mà trong khi bản thân của mình không định nghĩa được hai từ đam mê. Trời mưa mà không có ô ấy thì phải đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn. Không có người chống lưng cho ấy thì từng bước đi phải thật cẩn trọng. Cuộc sống này là như vậy, nếu như mà chúng ta không có gì cả, chúng ta phải dựa vào chính bản thân mình. Phải cố gắng nhiều hơn người khác rất nhiều, phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà khi chúng ta đứng trên đôi chân của mình ấy, nó là một sự vững vàng hơn rất nhiều. Thì người ta sẽ nhìn vào bố mẹ của các bạn để người ta đối xử với các bạn. Nhưng mà khi các bạn lớn lên rồi, người ta sẽ nhìn vào các bạn để đối xử với bố mẹ của các bạn. Hãy nhớ rằng tốc độ thành công của mình luôn luôn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ. Nhớ điều đó, luôn luôn nhớ điều đó. Chúng ta đừng dừng ở tự ti khi mà thấy những bạn bè đồng trang lứa thành công nhé. Hãy đối diện và vượt qua nó bằng cách lắng nghe trái tim rằng là mình thích gì này, mình làm gì thì mình hạnh phúc nhất, và mình muốn trở thành người như thế nào. Mình tin là khi bạn đã tìm được cái mà bạn thích, bạn có cho mình một sự quyết tâm cao độ, thì khi đó cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn. Thank you.
to try to become anyone else. You don't have to try to become this guy, this lady, that lady. No. You don't have to try to become anyone else. You just be you. And being you, being authentic, being an individual is enough. Because individuality makes diversity. And individuality and diversities are two most precious things on this earth. Tuy nhiên, một sự thật mà mình muốn các bạn hiểu là cái mà các bạn nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những gì bạn nhìn thấy chỉ là thành quả, cuộc vui mà họ phô trương ra. Còn những gì bạn sẽ không bao giờ thấy chính là những nỗi đau, sự hy sinh và cả nỗ lực đằng sau đó của họ. Nói thật với các bạn, mình không nghĩ mọi thứ trên đời này đều là có sẵn và tự dưng nó có. May mắn, những cơ hội sẽ không bao giờ đến với những người không biết nắm bắt chúng. Mình vẫn luôn tự nhủ rằng là, chắc hẳn họ đã cố gắng rất nhiều. Chắc hẳn họ đã phải chịu đựng những điều mà có lẽ là mình không chịu được. Tuổi trẻ nó là một thời gian rất là đẹp. Nếu mà để nó trôi qua một cách không có gì đáng nhớ thì nó sẽ rất là phí. Và chắc chắn là sau này mình sẽ tiếc nuối rất là nhiều. Vậy thì thay vì mình sau này mình sẽ tiếc nuối thì hãy làm gì đó để sau này mình nghĩ lại thời trẻ của mình mỉm cười. Mình cảm thấy ok, mình đã có những ngày trẻ thật đẹp.